Chào mừng anh em đã đến với bản tin sáng của Cà phê Liên minh. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. T1 gia nhập siêu máy chủ APAC, thầy giáo Ba và Duycom và ngay trên stream. GAM công bố đường dỡ mới, tỷ lệ thắng báo động của Huawei. Và trước khi đi vào nội dung chính, anh em nhớ để lại một like cũng như là subscribe cho Cà phê Liên minh để đón nhận những tin tức mới nhất về Liên minh huyền thoại nhé. Trong giai đoạn tiên mùa giải 2024, Riot Games đã cho ra mắt siêu máy chủ chỉ dành riêng cho các tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp ở các giải thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang tên APAC. Máy chủ này giúp các tuyển thủ làm quen với các thay đổi, cập nhật mới trong game một cách nhanh chóng, đồng thời có cơ hội học hỏi, luyện tập cùng những người chơi ở khu vực khác. Quả nhiên là kể từ khi ra mắt thì APAC Server đã thu hút đông đảo sự tham gia của các tuyển thủ có tiếng đến từ nhiều khu vực, bao gồm những khu vực nhỏ như là VCS, PCS, lẫn những khu vực hàng đầu như LPL, LCK. Và cuối cùng ngày 7 tháng 1, các nhà vô địch chung kết thế giới cũng đã ghé thăm siêu máy chủ. Cả 5 thành viên T1, Just, Honor, Faker, Gumazushi và Keria đều có mặt tại server APAC. Dự kiến trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ được thấy nhiều khoảnh khắc mà các thành viên T1 chơi cùng với anh em VCS hơn nữa. Hy vọng là các tuyển thủ VCS có thể tận dụng cơ hội này để học hỏi, tập luyện cùng với những người chơi đẳng cấp thế giới. Liên minh huyền thoại là một tựa game đồng đội, và lẽ dĩ nhiên thì những người chơi chắc chắn đều từng phải gặp những tình huống nóng máu hay cay cú vì đồng đội. Chính vì thế đã từ lâu, người chơi Liên minh huyền thoại không còn xa lạ gì tình trạng combat bằng phím và online cực căng giữa những người chơi trong cùng một trận đấu. Đối với những streamer nổi tiếng, điều này cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí thì nhiều streamer cũng không ngần ngại đôi co ngay trên sóng. Mới đây, hai streamer khá nổi tiếng trong cộng đồng Liên minh huyền thoại Việt Nam là Thầy Giáo Ba và Duycom đã vô tình có một màn va nhau ngay trên livestream khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, Thầy Giáo Ba và Duycom được ghép chung đội trong một ván đấu. Duycom cùng với Hecarim đi rừng, còn Thầy Giáo Ba dùng Neko đi đường giữa. Bước vào trận đấu, không rõ vì lý do gì mà Thầy Giáo Ba để mất dịch chuyển sớm, còn Duycom bị cướp rừng. Khi mà Duycom ping vào rừng đối phương để tiến hành phản công, Thầy Giáo Ba lại không hiểu ý người chơi đi rừng để cùng nhau phối hợp khiến nam streamer bị hạ gục. Bức xúc khi có vòng rừng khởi đầu không thuận lợi, Duycom đã có những lời lẽ nặng nề nhắm thẳng vào Thầy Giáo Ba. Và tất nhiên thì anh Tam cũng không để yên khi mà sẵn sàng lời qua tiếng lại liên tục với Duycom. Màn đấu khẩu online giữa hai streamer đình đám ngay lập tức bị cộng đồng mạng lưu lại và lan truyền nhanh chóng. Ban đầu thì không ít người bán tin bán nghi về độ xác thực của thông tin, nhất là khi tên người chơi đã có thể bị trùng kể từ sau lần thay đổi tiền mùa giải của Riot. Nhưng mà sau khi đã xác nhận lại hai cái tên va nhau chính là Thầy Giáo Ba và Duycom hàng Real, đã có nhiều luồng ý kiến phát sinh. Tuy nhiên thì đa số khán giả đều cho rằng việc xích mích giữa hai người chơi trong game là chuyện hết sức bình thường, nhất là khi cả Duycom và Thầy Giáo Ba đều không phải tuyếp người hiền dịu khi chơi game. Cuối cùng thì trận đấu kết thúc với thất bại dành cho team Thầy Giáo Ba và Duycom. Bản thân Duycom sau đó cũng lên tiếng về vụ việc này và mong rằng cộng đồng sẽ để vụ này chìm hẳn. Anh cũng thừa nhận đó chỉ là giây phút phản ứng vì bức xúc trong game. Ngoài ra thì giữa anh và Thầy Giáo Ba đều không có vấn đề gì với nhau ở ngoài đời cả. Ngày 7 tháng 1, trên trang chủ của GAM Esports, đội tuyển này đã thông báo về sự gia nhập của một nhân tố mới. Đó chính là đường giữa sinh năm 2005, Imo. Imo có tên thật là Nguyễn Thái Vinh, bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ của mình vào tháng 6 năm 2022 trong màu áo của đội tuyển MCN Box Esports. Đáng tiếc là màn ra mắt của anh ở VCS lại không mấy thành công. Gia nhập GAM Esports, đội tuyển giàu truyền thống nhất của VCS, Imo phải đối mặt với nhiều trọng trách cao cả hơn. Đường giữa 2K5 này phải luyện tập trong một môi trường áp lực cao, lịch tập dày đặc và trên hết là phải cạnh tranh vị trí chính thức với Play, một đường giữa lão làng với rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường VCS. Theo chia sẻ của GAM, mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường chuyên nghiệp, song nhà đương kim vô địch VCS nhận thấy nhiều tố chất và tiềm năng để tiếp tục phát triển trong tương lai của đường giữa 2K5. Imo cũng chỉ là mảnh ghép cuối cùng trong bộ khung đội hình năm 2024 của GAM. Với sự bổ sung tuyển thủ Imo, tập thể GAM 2024 sẽ có sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giúp cho đội tuyển này tiếp tục hướng đến những mục tiêu xa hơn ở những mùa giải sắp tới. Sau khoảng một tháng ra mắt đấu trường Liên minh huyền thoại, họa sĩ Huawei đã khiến cộng đồng cảm thấy ấn tượng bởi bộ kỹ năng có 10 chiêu thức độc nhất vô nhị. Người chơi trải nghiệm Huawei trải dài ở khắp mọi cấp bậc và người học trò của Jin đã nhanh chóng trở thành vị tướng được chơi nhiều nhất. Tuy nhiên thì tỷ lệ thắng của Huawei lại đang ở ngưỡng báo động đỏ. Cụ thể, theo thống kê của GOGG, trong bản cập nhật 13.24, họa sĩ Vạn Cảnh có tỷ lệ chọn 11.7% từ cấp bậc Bạch Kim Đoàn trở lên, tức là được khóa lại trong hơn 727.000 trận đấu xếp hạng trên toàn cầu. Ấy vậy mà tỷ lệ thắng của Huawei chỉ đạt 41%, con số thấp nhất kể từ khi ra mắt, và Huawei cũng trở thành vị tướng có màn trình diễn nghèo nàn nhất Liên minh huyền thoại. Trước đó thì đã có rất nhiều vị tướng mới xuất hiện trong Liên minh huyền thoại đạt tỷ lệ thắng báo động hơn cả Huawei, chẳng hạn như là Nafiri,
chó săn khát máu có tỷ lệ thắng khoảng 40,69% trong khoảng thời gian đầu mới ra mắt. Tuy nhiên một tháng sau, Nafiri đã oanh tạc xếp hạng đơn với tỷ lệ thắng cao nhất ở hai vai trò đường giữa và đi rừng, chứng tỏ một điều là người chơi đã nhanh chóng thích nghi và ứng dụng lối chơi nhanh như thế nào. Mặt khác thì bộ kỹ năng phức tạp của Huy cũng đã khiến họa sĩ này khó thuần thục hơn hẳn. Để phát huy hết sức mạnh của Huy, người chơi buộc phải nắm rõ từng dạng chiêu thức của Huy, đồng thời phải đưa ra những quyết định chính xác trong các pha giao tranh. Mùa giải thứ 14 của Liên minh huyền thoại chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn từ phía nhà phát hành. Và mới đây, Riot Games đã hé lộ những cải tiến của họ về hệ thống thông thạo tướng mới trong mùa giải 2024. Hệ thống thông thạo tướng cũ đã tồn tại trong tựa game MOBA này suốt nhiều mùa giải, và khi đổi mới nó, Riot Games đã đặt ra một số tiêu chuẩn nhất định về các mức độ thông thạo như sau. Thông thạo tướng dành cho tất cả người chơi, bất kể chế độ hay cấp bậc. Thông thạo tướng không đơn thuần chỉ phản ánh sự cày cuốc mà còn thể hiện thành tựu thực sự của người chơi. Không còn giới hạn về mức độ thông thạo tướng. Theo như chia sẻ từ Riot Games, thay đổi đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của tính năng này chính là không còn giới hạn cấp độ cho thông thạo tướng. Ngoài ra, để thay thế cho hệ thống đánh giá trước đó như bậc S, Riot Games đã cho ra mắt hệ thống mới mang tên Mark of Mastery, tạm dịch là dấu ấn thông thạo. Về cơ bản thì Mark of Mastery sẽ có một số điểm tương đồng với hệ thống thông thạo tướng trong một quá khứ. Tuy nhiên thì cơ chế này sẽ có những đổi mới như: người chơi có thể kiếm điểm thông thạo tướng bằng cách chơi game như bình thường, nhiều hơn nếu đạt điểm cao hơn, hoặc thông qua một phần thưởng cho mỗi vị tướng sau khi làm mới mỗi mùa giải xếp hạng. Cấp độ dấu ấn thông thạo sẽ được nâng cao khi bạn có đủ điểm thông thạo tướng và dấu ấn thông thạo. Kể từ giờ thì thông thạo tướng sẽ có những thay đổi huy hiệu từ cấp 1 đến cấp 10, thậm chí đến vô hạn nếu bạn đã từng vượt qua các cột mốc trước đó. Và trước khi rời đi, các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để ủng hộ Cà phê Liên minh nhé, cũng như là không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào về Liên minh huyền thoại. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.